Thấy hàng đống dâu tây ở bãi rác, người phụ nữ liền nhặt cả xe mang về gây xôn xao mạng xã hội. Mới đây, người dùng mạng xã hội truyền tay nhau hình ảnh ghi lại hai người phụ nữ nhặt dâu tây tại bãi rác, sau đó đem lên xe để chở đi. Bài viết ngay sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý của dân tình. Đa số đều thắc mắc số dâu đó sẽ được sử dụng để làm gì sau khi được nhặt về từ bãi rác. Có thể thấy tại khu vực bãi rác, một người phụ nữ đang ngồi nhặt từng quả dâu tây trong đống hoang tàn. Nhìn qua cũng dễ dàng thấy rất nhiều dâu được đổ đi ở đây. Khu vực này cạnh một con sông nhỏ và gần như khá ô nhiễm khi tập trung rất nhiều rác thải. Bên cạnh người phụ nữ đang ngồi nhặt dâu, một người khác đang chờ sẵn trên một chiếc xe được chế để chở hàng. Phía sau là chiếc thùng chứa rất nhiều dâu tây. Có thể thấy số dâu tây này sau khi nhặt ở đây sẽ được chở đến một nơi khác. Ngay sau khi nhìn thấy những hình ảnh này, không ít người thắc mắc số dâu này sẽ được dùng với mục đích gì. Bởi lẽ nhìn qua có thể thấy chúng đã hư hại hoàn toàn nên phải đem bỏ đống ở bãi rác. Không chắc là họ nhặt về để cho động vật ăn hay để làm sinh tố, mứt dâu hoặc rửa sạch rồi bán cho người khác. Tuy nhiên với mục đích không đúng đắn nào đi nữa thì cũng là điều rất không nên, bởi nó đã là đồ hết hạn sử dụng, có thể gây hại trực tiếp đến người tiêu dùng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.